thưa quý vị và các bạn có cạnh tranh thì mới có phát triển nhưng mà cạnh tranh như thế nào để mang lại hiệu quả đó chính là sự cạnh tranh lành mạnh Tuy nhiên, ngay trong chính ngành giáo dục, trong thời gian khó khăn của đại dịch Covid-19 thì lại xuất hiện sự cạnh tranh thiếu minh bạch, gây ảnh hưởng nặng nề tới học sinh và nhiều ngôi trường có uy tín. Đó là vụ việc nhiều học sinh trước mùa tuyển sinh đã nhận được thư nặc danh nói xấu trường đại học tại Đà Nẵng. Ngay sau sự việc thì các trường đại học này đã lập tức lên tiếng chấn an học sinh và sinh viên, đồng thời mời các cơ quan chức năng vào cuộc. Và vào ngày hôm qua, ngày 21 tháng 9, công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã có kết quả và xác minh làm rõ vụ việc có người gửi thư nặc danh bôi nhỏ các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, danh tính của hai người gửi thư nạc danh đã được xác định. Cụ thể, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định được hai đối tượng là ông Lê Văn Trung, phó giám đốc trung tâm mô phỏng Đại học Duy Tân, hiện là trưởng đoàn tuyển sinh phía Nam, và bà Trần Thị Thắm làm công tác làm công tác tuyển sinh. Và vào tháng 6 năm 2020, hai đối tượng này đã bàn bạc thống nhất soạn thảo các bài viết gửi bằng hình thức nạc danh qua đường bưu phẩm với nội dung không đúng sự thật, hạ thấp các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số lượng đơn thư gửi đi là 900 đơn và được đưa đến các tay giáo viên, học sinh ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, hành vi của ông Trung và bà Thắm là vi phạm quy định tại Nghị định 167 về viết, phát tán, lưu hành tài liệu và nội dung xuyên tạc bị đặt, vô cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân. Vì vậy, cơ quan công an đã quyết định xử phạt hành chính hai người này.